Dạ vâng, điện tử Cao Phong xin mến chào các bác. Chúc các bác cùng gia đình sức khỏe, một ngày làm việc hiệu quả thành công. Trong clip ngày hôm nay, em lại tiếp tục giới thiệu đến các bác và toàn thể nhâm một mẫu cục đẩy hàng bãi xịn 3 kênh size 3U công suất lớn. Model của chiếc cục đẩy này là AT3099. Đẩy 3 kênh các bác nhá, đẩy bãi xịn chạy sò lớn Toshiba. Nguồn biến áp dây đồng và nguồn rất là khủng. 8 quả tụ lực nguồn to cao tụ nguyên bản và còn rất là đẹp, máy móc zin. Đấy là giờ lời đầu tiên giới thiệu sơ qua cho các bác, và bây giờ cùng các bác đi sâu và phân tích chiêm ngưỡng từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài của chiếc cục đẩy này. Nó đẹp xuất sắc, nó đẹp từ cái nắp luôn, mặt mũi các bác nhìn này, hàng đẩy bãi size 3U, bảng táp lô các volume chiết áp cho 3 kênh công tắc và tắt nguồn, các dàn đèn báo nằm chính giữa hai bên hai cửa sổ làm mát, hắn còn nguyên lớp nỉ chắn bụi. Size 3U thì nó dày tầm khoảng 12-13 cm. Dòng size 3U là dòng lớn nhất rồi. Đấy, công suất lớn. Thì cái công suất của chiếc cục đẩy này, kênh số 1 đạt 1.300 đến 1.500W trên một kênh số 1 này. Còn kênh số 2, kênh số 3 là mỗi kênh 1.000W. Tại làm sao người ta làm kênh số 1 lớn hơn một chút là để cho các bác có thể chơi một cặp súp đơn hơi 50. Đấy, chơi rất là ok, hoặc là một quả súp kép hơi 50 cho kênh số 1 này. Ngoài ra kênh số 1 này các bác không muốn đánh súp thì các bác có thể đánh full. Đấy, cái kênh số 1 này các bác có thể đánh riêng một cặp full bát 40. Đây là tùy chọn. Còn kênh số 2, kênh số 3 là 1.000W trên một kênh thì các bác đánh một cặp full đôi 40 từ 22 cùng 100 hoặc là hai cặp full đơn 40. Nó rất là thích hợp cho các dàn âm thanh công suất lớn. Bây giờ các bác chơi rất là nhiều, các bác chơi rất là nhiều loa to, súp to. Đi tìm những con đẩy bãi công suất lớn rất là khó khăn. Nhiều khi các bác tìm lặn lội, tìm rất là nhiều ngày mà không tìm được. Bởi vì đa số những dòng đẩy bãi 3 kênh, 4 kênh thì đa số nó chỉ có công suất nhỏ thôi. Những dòng công suất lớn như này rất là ít khi gặp trên thị trường. Máy móc rất đẹp. Con này ưu điểm của nó từ trong ra ngoài được mọi ưu điểm luôn. Tại sao em nói như vậy? Bởi vì bác phân tích các bác nhìn nhé. Nó đẹp từ cái mặt này. Rất đẹp size 3U. Con này nặng 35 kg. Nặng đúng 35 kg. AT3099, con này nó có hai model. Cũng là AT3099 nó có hai model, cái model mà nó không có cái lỗ bắt ốc ở trên bình nguồn này. Các bác nhá, nó chỉ có nắp trơn đậy lên thôi. Thì con ấy nguồn nó nhỏ hơn một chút, nó nhẹ hơn khoảng mấy kg. Nhưng cái model này là model cao cấp nhất của AT3099 thì nó có một cái lỗ bắt ốc ở trên bình nguồn này. Thì cái nguồn nó to, mà, nó rất là to. Người ta phải sản xuất một cái lỗ bắt ốc để ghim cái nguồn lại. Khi vận chuyển thì cái con này nó nặng, nguồn nó khủng hơn rất là nhiều. Con này nó nặng hơn mấy kg, nó đạt chuẩn ngưỡng 35 kg. Đó. Nguồn dây đồng thì chắc chắn là nguyên chất rồi, dây đồng xịn rồi. Nguồn to, to cao đến nóc này. Chiều ngang của nó một ngang tay đấy. Nguồn rất là khủng mà nguyên hết cả cái lớp cao su này, cái miếng cao su này. Đó. Thấy chưa? Rất đẹp luôn. Và cái con này nó chạy 64 sò lớn Toshiba, hai tầng bù áp. Chạy hai tầng bù áp nhưng con này rất khỏe. Em sẽ đưa cái máy gần là để các bác cùng chiêm ngưỡng. Con này với công suất của nó đạt chuẩn 1.300W cho một kênh số 1. Đấy. 1.300, 1.500W trên kênh số 1. Và mỗi kênh số 2, kênh số 3 mỗi kênh là 1.000W. Đây, tiến vào gần các bác nhé. Rất đẹp luôn. Máy móc nó zin tuyệt đối luôn. Con này chạy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. 16 trên 16 dưới là 32. Bên đây 32 đó là 64. Và chạy hai tầng bù áp này. Bù áp toàn bộ sò Toshiba hết. Cái sò Toshiba là cái sò rất là đắt tiền mà tiếng rất hay, khỏe, tức là được mọi điểm luôn. Trên thị trường bây giờ cái giá trị của sò Toshiba nó là top đầu. Đấy. Giá trị luôn. Và các bác đếm chở nó cũng đủ 64 chở luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Tương ứng với số sò là số chở đủ như vậy. Đấy, còn đa số trên thị trường ấy, các bác đếm sò bao nhiêu nhưng mà chở nó thiếu, nhưng tại ra công suất chuẩn nó không không đạt như là người ta giới thiệu. Nhưng con này nó đạt chuẩn luôn. 64 sò công suất là đủ 64 chở. Chưa kể hai tầng bù áp, nhưng con này rất khỏe, nguồn của nó khủng khiếp chứ các bác, rất to nhỉ. To như cái nồi cơm điện luôn. Nguyên hết cả cái lớp miếng cao su này. Nhiều con về là mất tích luôn từ bao giờ ấy. Và con này nó chạy 2 4 6 8 tụ, cực to luôn. Tụ rất là to cao, tụ nguyên bản luôn. Các bạn nhìn nhé, tụ cực đẹp luôn, rất là đẹp.
điện áp cao coi nhá, hơi tối như là 10.000 mi đó, đúng không? Máy bọc zin hết, quá đẹp, phải nói là xuất sắc cho con đẩy năm mới 2022. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ để sở hữu cho mình những chiếc cục đẩy công suất lớn 3 kênh. Đây các bác nhìn nó đẹp cả cái nắp, nắp còn rất là đẹp, còn cái khung sườn của nó là thẳng tắp luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm thì kết nối Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là gửi cái đường link test cái con này cho các bác nghe. Con này tiếng của nó rất hay, đã có khá là nhiều cái video em test chất âm rồi, nhưng trong clip ngày hôm nay em không test chất âm nữa. Nhưng là bác nào muốn nghe chất âm thì kết nối Zalo, em sẽ gửi video test chất âm con này cho các bác nghe. Tiếng rất hay, khỏe, đánh súp căng. Đấy, đánh loa full giải trung giải tép rất là nảy và rất là hay. Vâng, mọi chi tiết các bác có nhu cầu thì có liên hệ điện tử Cao Phong để sở hữu cho mình những con đẩy đẹp xuất sắc như này. AT3099. Đấy. Nặng 35 kg. Em nhắc lại công suất kênh số 1 đạt ngưỡng là 1.300 đến 1.500W. Kênh số 2 và kênh số 3 mỗi kênh 1.000W trên một kênh. Kênh số 1 thì các bác có thể đánh một cặp full 40. Đấy, còn các bác nào đánh súp thì đánh một cặp súp đơn 40 hoặc là một quả súp kép 50. Đấy, một em nhắc lại một cặp súp đơn bát 50 hoặc là một quả súp kép 50 cho kênh số 1 này. Còn kênh số 2, số 3 này thì các bác đánh hai cặp full đơn bát 40 hoặc là một cặp full đôi bát 40. Rất thoải mái, tiếng rất căng mà tiếng rất là nét. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi.